Hello everyone, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái tựa game trò đầu tiên trong BallRun. Lần này mình sẽ chọn cái vật Super Tôm. Tiếp đến là trò mai hăng. Oh.
sáng à? Chơi cùng với chú rùa này. Tiếp đến là cho solitaire. Để chọn như bên nào được đấy.
Thank you.
Tiếp đến là chờ cô lên bộ. Tiếp đây là cho Arsene. Rơi xuống. Con bóng này không cân bằng được hay sao? Còn rơi xuống. Sang trang tiếp theo bò rắn. Thank you.
Sau cuối cùng là AFML.